Dạ vâng, Dũng ở chỗ tôi số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Hôm nay em lại gửi tới các bác mẫu sedan phân khúc hạng B, một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Đây chính là một chiếc Kia Rio sản xuất vào năm 2015, xe được nhập từ Hàn Quốc, số tự động và dung tích động cơ là 1.4. Trên chiếc xe này thì đã được lên đầy đủ công nghệ cho chúng ta rồi, lên đèn bi, 4 quả la răng đúc dạng phay, hình cánh sao cũng rất là đẹp. Và lên cho chúng ta luôn cả loa trầm nữa. Đấy, để cho chúng ta về nghe nhạc giải trí thì nó nghe nhạc nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Đấy, xe tư nhân, không taxi dịch vụ. Với mẫu xe này thì bác chủ cũ cũng là một người yêu âm nhạc nên là lên cho chúng ta loa trầm rồi. Chứ còn xe taxi dịch vụ thì thường thì sẽ không đầu tư quá nhiều về loa trầm các thứ. Trừ những trường hợp đặc biệt chất chơi người rơi thì em không nói nhá. Đấy. Xe thì cam kết đảm bảo chúng ta luôn, máy số zin và cột kèo keo chỉ cũng còn nguyên zin nguyên bản theo xe, không đâm xô va chạm tai nạn hay gặp nước. Chúng ta có thể là về trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, hoặc mang ra gara test. Và nếu anh chị em có bạn bè, người thân biết xem về xe thì cũng có thể là tới xem xe, chạy thử xe thoải mái. Hiện tại chiếc xe này em giao bán là 395 triệu, tuy nhiên thì giá thành vẫn còn có thể thương lượng cho quý anh chị em. Nếu mà thực sự bác nào thiện chí quan tâm, gọi điện trực tiếp về cho bên em qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966 để thương lượng về giá cả nhá. Hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng luôn, lô 14.3 là đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe luôn, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Ngoài ra với bác nào muốn ship xe thì em cũng có ship xe trên mọi miền tổ quốc, từ Bắc vào Nam ship hết, chúng ta cứ liên hệ về. Bây giờ em bắt đầu đi vào review chi tiết chiếc xe này. Đầu tiên thì như em đã nói thì xe đã được lên đèn bi và có giải đèn nét định vị ban ngày luôn. Đèn gầm cũng là đèn bi, xe tư nhân biển 15 Hải Phòng. Xi nhan trên gương, la răng thì đây chính là 4 quả la răng đúc dạng phay hình cánh sao đã được trang bị trên xe. Và xe cũng đã trang bị 4 phanh ABS rồi. Đấy, có 4 phanh ABS. Sơn xi thì em này trang bị một lớp sơn màu trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh rồi nhá. Rất là đẹp, lịch lãm, sang trọng, sạch sẽ. Đằng sau xe thì đầy đủ là camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau sẽ cảnh báo va chạm sớm như là tránh cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra khi mà chúng ta lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Đi vòng sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành sơn xi, form dáng, ngoại thất bên ngoài của chiếc Rio 2015. Xe được nhập nguyên chiếc tại Hàn Quốc đây. Xe cũng rất là đẹp nhá. Sơn xi bên ngoài rất là đẹp rồi. Đẹp nét căng luôn. Nói chung là xe đẹp không một lỗi nhỏ. Chúng ta cứ về xem xe thì sẽ không làm chúng ta thất vọng. Sẽ siêu đẹp rồi. Quan trọng là chúng ta thương lượng về giá cả thôi. Gọi điện về để thương lượng giá cả sẽ có ưu đãi cho chúng ta. Hiện tại thì bây giờ đã gần về cuối năm rồi. Chúng ta cần xe, có nhu cầu đi xe phục vụ gia đình thì alo về. Rồi, em đã đi hết một vòng chung quanh xe. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho chúng ta nội thất bên trong. Ở mặt nội thất bên trong thì em này trang bị là ghế da màu kem nhá. Hàng ghế trước đây. Và em quay xuống hàng ghế sau cho chúng ta xem này. Đấy. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm to và đẹp đẽ. Đấy, à, cái trước là cái sau nhá. Đẹp căng đây rồi. Và trần nỉ nguyên bản này. Đấy, có trần nỉ nguyên bản. Thấy chưa? Trần nỉ nguyên bản theo xe. Về mặt tắp ly tắp lô thì em này trang bị là tắp ly tắp lô hai tông màu nhá. Tắp ly tắp lô với hai tông màu. Cánh sau này, cánh trước này. Đấy, tắp ly tắp lô hai tông màu. Được chưa? Đấy là về ngoại thất và nội thất. Cái tắp ly tắp lô của bác nhìn, vân viết màu đều và nó không có hiện tượng xước sát gì mấy nhá. Không có hiện tượng xước sát gì mấy đâu. Này, đẹp căng, căng mịn luôn. Được chưa? Còn về mặt công nghệ thì em này sẽ được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện đây. Và có luôn cả cụp điện. Đấy, gương kính chỉnh điện, cụp điện được trang bị đầy đủ trên xe. Đi vào bên trong. Ở đây nó sẽ có cruise control ga tự động. Với cái chức năng này nó rất là nhàn trên ga. Cực kỳ là nhàn trên ga khi mà đi vào những cái cung đường thông thoáng hoặc là đi trên cao tốc. Đặc biệt là đi trên cao tốc chạy cực sướng. Đây là cruise control ga tự động này. Đấy. Màn hình giải trí có rồi nhá. Có màn hình giải trí có rồi. Và đây thì điều hòa thì cũng được trang bị với hai vùng nóng lạnh, mùa đông thì ấm áp và mùa hè thì mát sâu đây. Đấy chưa, tắp ly này. À tắp lô này. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp chưa? Xe trang bị hai túi khí an toàn trên khoang lái nhá, một chiếc trên vô lăng và một chiếc bên tắp lô bên ghế phụ. Đấy. Vô lăng các thứ này. Vô lăng này. Củ số này. Đấy, bóng loáng luôn. Tắp ly này. À tắp lô này, rồi tắp ly này.
Đấy, nó cứ gọi là mướt mượt mượt luôn nha, gọi là mướt mượt mượt luôn, rất đẹp. Ngoài ra thì em này được bác chủ cũ bác lên cho quả loa trầm nữa. Đây, lên cho quả loa trầm, quay xuống đằng sau cho các bác luôn. Quay về công nghệ thì quay hết luôn. Loa trầm thì phải vòng xuống hàng ghế đằng sau này chúng ta sẽ quay được hơn, rõ nét hơn. Đây chính là cái cục trầm bên dưới nhá, hơi tối một chút. Đây, cục trầm bên dưới này. Đấy. Thế cục trầm này rơi vào tầm 10 củ nhá. Cục trầm này nó rơi vào tầm 10 củ ấy. Được chưa? Đấy, ghế kia này. Đẹp căng. Không xước sát gì. Được chưa? Da này. Ghế này. Đấy, đẹp căng luôn. Ở đây đủ rồi, có cả loa trầm rồi, về nghe nhạc giải trí xem nghe nhạc giải trí là ok luôn. Với màn hình giải trí kia thì chúng ta có thể mở ổ đĩa. Ổ đĩa của em này là ổ đĩa CD. Ổ đĩa CD nhá, có thể là xem phim qua ổ đĩa CD cũng được. Còn nghe nhạc thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth hoặc là nghe qua đĩa, có cả cổng AUX rồi. Đấy, tùy chúng ta thích nghe nhạc theo phương pháp nào thì chúng ta sử dụng theo phương pháp đấy. Đó là về mặt trang thiết bị công nghệ cũng cực kỳ là hiện đại rồi. Và dòng xe nhập thì bao giờ chạy nó cũng lành xe, chắc xe hơn so với những chiếc xe lắp ráp ở trong nước. Bây giờ thì em sẽ đi đánh giá về mặt chất lượng của xe thì chúng ta nhìn này. Đây là cái đường chỉ cánh ở đằng trước này. Nó gọi là thẳng tưng thẳng tắp luôn nha. Đấy, nó gọi là thẳng tưng thẳng tắp luôn rồi. Được chưa? Đấy, thẳng tưng thẳng tắp luôn. Và đây thì hãy nhìn đến những cái phần răng cửa này. Đấy, ở trên những cái này chắc chắn là bụi màu nó sẽ phải bám rồi nhá, không thể tránh được. Bụi màu ở đây. Đây này, trên những con ốc nó sẽ nhám nhám một tí này. Đấy, bụi màu theo thời gian nhá. Bản lề dưới và bản lề trên cũng nét căng. Được chưa? Bản lề dưới và bản lề trên cũng nét căng luôn. Và các bác để ý ở đây những cái phần form dáng này. Đấy, nó không có hiện tượng lệch lạc về form về dáng nhá. Rất đẹp, gần chìm gần nổi này. Được chưa? Lên phần cột này, bởi vì lên phần cột thì chúng ta nhìn những cái con ốc bản lề gắn trên cột này, bản lề trên này. Và bu lông bản lề dưới này. Đấy. Mượt mà luôn, được chưa? Căng đét luôn, nhập nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Xuống bằng cánh sau. À, nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn phần khoang động cốp sau và khoang động cơ để nó sẽ review cho chúng ta. Đóng cửa rất là nhẹ nhàng thôi. Phần chỉ này, ở cánh sau này thì nó vẫn còn nguyên cái cao su bảo vệ cái phần chỉ bên trong. Đây là vẫn còn gắn trên cái phần chỉ này, cái cao su bên ngoài nhá, gắn trên những cái phần chỉ đấy. Và ốc răng này, ốc răng đây, nhá, ốc răng thì mướt mượt mượt luôn. Nguyên zin nhá, nguyên zin nguyên bản luôn. Các bác nhìn cái vít khóa cửa của nó này, đẹp luôn nhá. Tuy nhiên thì ở những trong cái kẽ này nó dính cái bụi màu thì khó rồi. Nhưng mà bên ngoài thôi nhá, bên ngoài đây rất đẹp, nói chung là đẹp căng rồi. 2015 em này chạy được tầm khoảng có 7 vạn hơn tí thôi nhá. 2015 chạy 7 vạn hơn tí thôi. Nên là xe nó còn quá là đẹp luôn. Mà về mặt chỉ trong thì chúng ta nhìn này, chỉ trong gọi là nét nền luôn nhá, nét căng luôn, được chưa? Về phần chỉ trong ấy là nét căng luôn rồi, ok chưa? Đấy. Và đây thì chúng ta nhìn này, về mặt form dáng ở hai bên thì nó không có hiện tượng lệch lạc về form hay về dáng nhá. Đấy, không có hiện tượng lệch lạc về form hay về dáng này. Các bạn nhìn này. Đấy, được chưa? Xuống phần sát xiung gầm bên dưới. Ở đây thì cái phần sắt xi gầm các bác nhìn này, căng đét luôn nhá, không có hiện tượng là han rỉnh mối mọt hay là cái vết gọi là hàn cắt ghép nối gì ở cái phần sắt xi gầm bên dưới. Đấy, mượt mà luôn, mượt mà căng mọng và đẹp trai luôn nhá. Em di chuyển sang phần thân bên phụ để review cho chúng ta về xe ở phần thân bên phụ. Ở đây chính là phần chỉ này. Và cái cao su ở đây thì nó cũng thế thôi, tương tự là nó gắn ở cái phần chỉ ngoài, à phần chỉ nhá, gắn bên ngoài phần chỉ thì cao su nó vẫn còn nguyên. Tiếp theo đây là cái phần răng cửa. Đấy, thì chúng ta nhìn cái độ nhám nhám ấy, độ bụi màu theo thời gian nó bám ấy, nó chưa có hiện tượng là mở ốc hay là tháo rỡ. Bản lề trên này. Đấy, bản lề dưới này. Không biết chưa. Đẹp căng rồi nhá, đẹp trai xinh gái luôn rồi. Và lên phần cánh trước này, chúng ta hãy nhìn ở phần cánh trước này, răng cửa các thứ này, đẹp luôn nhá, đẹp luôn.
và chỉ này. Tương tự thì của nó thì bốn cánh như nhau hết thôi. Tương tự của nó thì bốn cánh như nhau hết. Đó, chỉ trước đây, được chưa? Bốn cánh như nhau hết. Bu lông bản lề. Vừa nãy quay đằng sau rồi, bây giờ em quay đằng trước rồi. Đấy, nó cứ gọi là nét căng luôn. Nét căng luôn, đẹp luôn nhá. Đấy, bu lông bản lề trên cổ đấy. Đẹp nét căng luôn. Vào bên trong con động cơ này. Ở bên trong cái con động cơ thì nó khô ráo nhá, không có hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ. Được chưa? Đầu tiên nó khô ráo đã. Và chúng ta sẽ xem này, những con ốc trên máy này. Đấy, đây là con bu lông này. Tiếp theo là con ốc trên máy nữa này. Nó chưa có cái hiện tượng là mở ốc hay tháo rỡ nhá. Mở ốc hay tháo rỡ là chưa có. Còn máy của nó thì nó zin đét từ dàn cò zin xuống đây. Nhá, máy zin từ dàn cò zin xuống luôn. Được chưa? Quá đẹp, quá chất rồi. Đấy, ốc ác thì còn nguyên zin, máy còn nguyên zin nhá, hộp số thì tương tự thôi. Đấy, bác nào biết về xe nhìn này là hộp số gọi là zin đét 100%, máy số là zin 100% luôn. Yeah. Máy zin 100%, hộp số thì cũng vậy. Đấy, chúng ta có thể để ý về ốc chân máy và cái phần hộp số vừa em quay xong. Ốc chân máy và máy móc đây, zin từ dàn cò zin xuống. Còn về mặt ốc cabo thì chúng ta nhìn này, máy ốc cabo đây. Đấy, nhìn đi. Nguyên bụi màu theo thời gian. Ốc tai, ốc tiếc này. Được chưa? Xe thì nó chưa xảy ra cái hiện tượng va quẹt đâm xô gì cả. Chưa xảy ra hiện tượng va quẹt hay đâm xô. Đây thì hãy nhìn này. Đấy, nguyên nhá. Được chưa? Cabo này. Nguyên zin luôn. Ốc tai này. Ốc tai, ốc tiếc thì cũng nguyên zin. Chỉ này lên đèn bi rồi, lên loa trầm các kiểu hết rồi, chỉ đấy càng đẹp nhá, xe nó gọi là long lanh luôn rồi. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể anh chị em một cái mẫu sedan phân khúc hạng B được nhập khẩu, đó chính là Kia Rio 2015 số tự động với dung tích động cơ 1.4, xe rất là đẹp, không lỗi luôn. Với giá thành là 395 triệu đồng, anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp 0855 966 966. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.